Giữa những ngày Covid-19 đang nóng bỏng hơn bao giờ hết, thì cũng là lúc các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Simacai thuộc bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai phải căng sức ở các tuyến biên giới để ngăn chặn các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép. Và cũng vì thế mà dự tính về một cuộc dạo chơi xuyên biên giới của Vàng Xeo Vư và Vàng Thị Mỹ cùng 26 tuổi cũng đổ vỡ khi bị lực lượng chức năng bắt quả tang ngay gần biên giới. Ngày 7 tháng 6 năm 2021, Trung tá Tạ Bình Nguyên, đồn trưởng đồn biên phòng Simacai xác nhận đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi tổ chức xuất cảnh trái phép đối với đối tượng Vàng Xeo Vư ở xã Điện Quan, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Làm việc tại đồn biên phòng Simacai, Vàng Xeo Vư khai nhận trong ngày 10 tháng 5, Vư đã được một người phụ nữ ở bên Trung Quốc thuê đi đón một người phụ nữ hiện đang làm công nhân tại khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh để đưa sang Trung Quốc qua khu vực biên giới Simacai với tiền công là 3,3 triệu đồng. Đáng chú ý, Bắc Ninh đang là một trong những tâm dịch COVID-19 nóng bỏng nhất Việt Nam hiện nay. Do đang thiếu tiền tiêu, vừa đã nhận lời và đi xe máy từ Lào Cai xuống khu công nghiệp Yên Phong để đón Vàng Thị Mỹ quê ở xã Hua Nhìn, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Cả hai lên địa bàn biên giới huyện Simacai để chờ thời cơ vượt biên. Sáng ngày 12 tháng 5, Vư đang đưa Mỹ vào khu vực biên giới, đang tìm cách vượt biên giới thì bị lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện bắt giữ. Qua đấu tranh khai thác, Vư thừa nhận đã nhiều lần đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép thành công để lấy tiền chi tiêu cá nhân. Sau khi đưa hai công dân này đi cách ly theo quy định, đồn biên phòng Simacai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép đối với vàng xeo vư để điều tra theo thẩm quyền.